Hello anh em, mình đã quay trở lại với một chuyên mục mới có tên gọi là Mẹo Phone. Với chuyên mục này thì chúng ta sẽ có mẹo đi với từng thiết bị luôn. Và những mẹo này thì hoàn toàn có thể sử dụng trên những máy giống như mình đang có đây, chiếc Xiaomi Mi 11, nhân vật chính của ngày hôm nay. Nhưng mà những mẹo này thì các bạn có thể áp dụng được những máy Xiaomi khác luôn cũng được. Ok, vậy là không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ đi vào những mẹo của chiếc máy Xiaomi Mi 11 nhân vật chính ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, trước khi vào mẹo đầu tiên thì như các bạn cũng biết, Xiaomi Mi 11 chạy trên hệ điều hành đó là MIUI hay MIUI mà dựa trên Android 11. Thì trong quá trình mà mình tìm hiểu để làm mẹo cho con điện thoại này thì mình cũng khá là bất ngờ khi mà phiên bản này chúng ta có quá nhiều tùy chỉnh rất là sâu bên trong luôn. Và thật sự mà nói rằng mình thật sự rất là bất ngờ. Và những mẹo sau dưới này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được cho tất cả những máy Xiaomi khác đang có mặt trên thị trường. Và ngoài ra thì không cần cài bất kỳ một phần mềm nào bên thứ ba cả. Mình đã lưu ý và chắc chắn về điều này cho các bạn xem rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào mẹo thứ nhất nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào mẹo đầu tiên. Các bạn có thấy cái hình nền của mình không? Đấy, khi mà mình tắt nè, đó, nó sẽ tự chuyển qua như thế này. Và khi mà mình nhấn hai lần vào màn hình đấy, khi mà mình mở khóa nó sẽ ra hình nền như thế này. Vậy thì để làm như thế này thì chúng ta sẽ phải cài đặt như thế nào? Thì rất là đơn giản thôi, các bạn giữ vào màn hình cho mình. Sau đó chúng ta sẽ vào phần hình nền. Rồi, trong phần hình nền này thì các bạn sẽ chọn qua một cá nhân. Chúng ta sẽ chọn tới phần hình nền cho mình. Và ở đây chúng ta sẽ có siêu hình nền. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có ba cái chủ đề và mặc định trên máy thì chúng ta đã có chủ đề là hành tinh đỏ rồi, là cái hồi nãy mình mới demo cho các bạn xem đó. Các bạn chỉ cần bấm vào đây để nó lót. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ có như thế này. Chúng ta nhấn áp dụng. Rồi, khi mà cái máy báo áp dụng thành công, các bạn chỉ cần back ra, bấm hoàn tất, vậy là xong. Ở cái siêu hình nền này thì sẽ cho các bạn một cái cảm giác cái máy của mình sẽ được sử dụng nó liên tục, không có bị gọi là gián đoạn, hay là khi mà các bạn mở máy lên đó, chúng ta sẽ có một cảm giác gì đó nó rất là thích mắt. Đây, khi mình tắt máy thì màn hình OEM display nó sẽ hiện ra cái hình tinh sao hỏa nè. Các bạn chỉ cần bật máy lên thì màn hình khóa nó sẽ như thế này. Và đấy, cái này thì mang lại một cảm giác rất là trực quan và rất là thích mắt. Rồi, và đó là mẹo nhỏ đầu tiên. Rồi, mẹo thứ hai, khi mà các bạn đang lướt Facebook mà các bạn muốn kiểu mình xem trình duyệt hay là xem báo gì đó, hoặc là xem chuyện vừa lướt Facebook thì chúng ta phải làm như thế nào? Trên những máy Xiaomi thì chúng ta sẽ có một tính năng đó tên gọi là cửa sổ nổi. Để bật tính năng này lên thì các bạn sẽ vuốt từ trên xuống cho mình nè. Chúng ta vuốt qua, đây, nó sẽ có phần cửa sổ nổi ở đây. Rồi, thì khi mà các bạn chọn một cái ứng dụng nào đó thì ở đây mình sẽ chọn một cái ứng dụng tin nhắn đi ha. Rồi, các bạn sẽ vuốt xuống cho mình. Chọn qua cửa sổ nổi. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái cửa sổ này nó sẽ nằm ở bên góc. Còn các bạn muốn phóng to nó lên chỉ cần nhấn vào thôi. Đó, các bạn muốn đưa nó đi đâu cũng được. Rồi khi này, khi mà các bạn vừa lướt Facebook á, chúng ta có muốn xem chuyện hay là đọc web, báo này, hay là muốn trả lời tin nhắn thì đấy, rất là tiện, mình có thể trả lời tin nhắn trực tiếp như cái này luôn. Ở đây thì cái mẹo này tuy là nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà mình tin rằng nó rất là tiện lợi cho những bạn nào hay sử dụng máy của mình để làm việc multitasking và đa chức năng, để đa nhiệm. Rồi, và đó là mẹo thứ hai. Rồi, mẹo thứ ba đó là việc chúng ta kích hoạt tính năng Game Turbo. Bình thường thì nó sẽ không có nằm ở trên màn hình chính như thế này đâu, mà nó sẽ ẩn ở trong phần cài đặt. Vậy thì các bạn muốn kích hoạt Game Turbo này lên thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì các bạn vào phần cài đặt cho mình. Rồi, ở trong phần cài đặt này thì chúng ta sẽ có một cái đó là chế độ tính năng đặc biệt nè. Rồi, ở trong đây chúng ta sẽ có phần Game Turbo. Và khi đó thì các bạn, nó sẽ thông báo là muốn đưa Game Turbo vào hình chính hay không, thì các bạn bấm đồng ý, thế là xong. Ở cái Game Turbo này thì nó sẽ có rất nhiều tính năng, nhưng mà tính năng mình thấy là quan trọng nhất đó là việc tối ưu con chip của máy để giúp cho FPS, mức FPS nó ổn định hơn. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể chứa tất cả các game trong này luôn, đỡ phải bị rối khi mà dùng ở ngoài màn hình chính. Đây thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm những cái trò chơi này. Ở đây mình sẽ thêm tốc chiến vào này. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể chứa được tất cả các game trong này. Rồi, và khi mà các bạn chơi game mà bật cái tính năng này lên á, nó sẽ có một cái dòng ở đây, Game Turbo nè, công cụ. Và khi mà mở tính năng này thì người nào gọi điện tới thì nó cũng sẽ chỉ có một cái dòng thông báo nhỏ nhỏ ở trên này thôi, chứ không phải show hết ra màn hình nữa. Và Game Turbo sẽ giúp các bạn không bị văn game khi mà có ai đó gọi điện tới hay là có tin nhắn. Đấy, đây là một tính năng rất là tiện lợi. Rồi, mẹo tiếp theo đó là việc khi mà các bạn vào camera nè, các bạn thấy nó tùm lum tùm la một hết đó. Các bạn muốn thêm, mỗi lần muốn tìm kiếm một cái chế độ chụp hình nào đó thì chúng ta phải vuốt qua vuốt lại rất là nhiều lần. Vậy thì mình sẽ có một cách để giúp các bạn đỡ phải vuốt qua vuốt lại nhiều lần như thế này.
cách đó làm như thế nào thì các bạn sẽ vào phần cái dấu ba dấu gạch cho mình ở đây. Sau đó chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Rồi các bạn kéo xuống cho mình, ở đây chúng ta sẽ có phần tùy chỉnh. Rồi khi này chúng ta sẽ chọn chế độ camera. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái, rõ nó demo cho các bạn xem luôn, và chúng ta sẽ chọn là thêm bảng điều khiển. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ trở lại chế độ camera chính. Rồi, khi mà bây giờ các bạn ở chế độ camera chính đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ muốn chọn chế độ thì các bạn làm thế nào? Đấy, các bạn chỉ cần vuốt từ dưới lên thôi. Ở đây chúng ta sẽ có tất cả những cái chế độ mà nó nằm ẩn ở bên ngoài. Khi mà hồi nãy mình demo là các bạn phải vuốt qua 2-3 lần thì nó mới ra, còn bây giờ chỉ cần chúng ta vuốt lên một lần thôi, đó là nó sẽ hiện ra luôn. Cái này sẽ giúp cho các bạn truy cập được nhanh hơn và cũng như là sử dụng nó tiện lợi hơn để mà có thể tiếp cận được những tính năng quay phim, chụp hình khá là đỉnh ở trên chiếc máy Mi 11 này. Chúng ta không phải tốn quá nhiều thời gian. Ok, và đó là mẹo thứ tư. Rồi, tính năng cuối cùng thì mình thấy rằng đây là một tính năng khá là hay mà thực sự là rất là ít nhà sản xuất họ trang bị với những chiếc smartphone của mình. Đó là tính năng mà khi mà các bạn sử dụng cái chiếc máy của mình một thời gian lâu rồi đó, phần lo sẽ bị bụi bám vào. Cái này là điều chắc chắn có thể xảy ra luôn. Và vô tình thì làm chất lượng lo nó bị giảm xuống, và cũng cái âm, chất âm của cái lo mà các bạn thời gian sau này sử dụng á, nó sẽ hơi bị rè một tí. Vậy thì để chúng ta lau được, vệ sinh được cái bụi đó thì phải làm như thế nào? Chúng ta sẽ không cần phải sử dụng bất kỳ một cái khăn lau hay gì ở bên ngoài hết, mà trong máy Xiaomi thì họ trang bị cho chúng ta một cái tính năng rất là hay. Các bạn chỉ cần vào phần cài đặt nè, sau đó chúng ta vào cài đặt bổ sung. Các bạn kéo xuống dưới cùng cho mình, chúng ta sẽ có phần làm sạch lo. Và các bạn bật lên. Đó. Khi này cái máy nó sẽ hú, nó hú một theo nhịp và cái lo này nó sẽ phát ra không khí để giúp đẩy hết tất cả những cái bụi đang nằm trên lo ra ngoài. Việc này thì sẽ tốn khoảng 30 giây, và để cái làm sạch lo này thực sự hiệu quả thì các bạn hãy làm ít nhất là 2 lần giúp mình. Thì việc này sẽ giúp đẩy hết tất cả những cái bụi mà chúng ta có thể nhỏ ra ngoài luôn, và sẽ giúp cho cái lo của các bạn nó sạch hơn và âm thanh nó cũng sẽ tốt hơn so với lại việc để một cái lo mà nó bị dơ và bị bụi. Ok, và đó là mẹo thứ 5. Rồi, cái mẹo cuối cùng á, nó sẽ bao gồm hai mẹo. Đó là thứ nhất, chúng ta có thể đổi được độ phân giải của màn hình. Thứ hai là chỉnh được tần số quét. Mình tin rằng những mẹo này thì các bạn sử dụng Xiaomi lâu dài các bạn cũng đã biết rồi, nhưng mà sẽ có những bạn mới chuyển qua máy Xiaomi và chúng ta không biết, thì mình cũng sẽ chỉ nhanh luôn. Đó là các bạn chỉ cần vào phần cài đặt cho mình nè. Chúng ta sẽ vào phần màn hình hiển thị, và chúng ta sẽ có phần ở đây đó là tốc độ làm mới và độ phân giải màn hình. Ở đây thì độ phân giải màn hình mình đang đã là WQHD, đó là 2K cho chúng ta sẽ chi tiết hơn, nhưng mà khi mà các bạn bật tính cái độ phân giải này lên thì chúng ta phải hy sinh một tí về lượng pin là điều chắc chắn rồi. Và để làm tần số quét thì nó sẽ có tên là tốc độ làm mới, thì chúng ta sẽ có hai cái đó là 60Hz và 120Hz. Các bạn muốn để chế độ nào thì tùy theo ý của mình thôi. Ở đây thì mình đã dùng quen tần số quét cao rồi thì mình để 120Hz luôn. Nhưng mà cái này sẽ giúp cho chúng ta bị một cái trải nghiệm rất là mượt mà nha. Nhưng mà chúng ta phải hy sinh thời lượng pin, tương tự giống như là cái màn hình độ phân giải 2K vậy. Đó, ok, thì đây là một cái mẹo rất là cơ bản, nhưng mà mình nghĩ rằng có nhiều bạn sẽ không biết hoặc là chưa biết. Wow, vậy là mình đã vừa chỉ cho bạn 6 mẹo để chúng ta có thể sử dụng chiếc Mi 11 này nó tốt hơn. Và nếu như các bạn có những mẹo nào hay về chiếc máy này, hoặc là những cái máy mà các bạn muốn mình làm mẹo á, thì các bạn hãy comment phía bên dưới nha. Và mình sẽ dần dần cải thiện chuyên mục mẹo phone này ngày càng tốt hơn nữa. Và mình rất mong nhận được sự góp ý của các bạn ở cũng dưới phần comment luôn. Và các bạn thấy chuyên mục này hay thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe để bọn mình có động lực hơn ra video trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.